đứa này. Nghĩ sao mà nói mình thất nghiệp về quê ăn bám gia đình. Trời, không biết bây giờ cái mốt bây giờ là phải về quê lập nghiệp, đó là xu hướng. Được rồi, chờ mà coi, chờ coi thằng này đổi đời. Chịu tình, lúc nào cũng nghĩ người ta về ăn mất. Đó là bao nhiêu? Nhận ra ai, nhận ra ai không? Chú Chính. Chú Chính phải không? Trời là quá rồi nha chú Chính. Trời đất ơi, tưởng là nhìn lầm người, ai ngờ là người quen không à. Trời chú Chính sao? Ơi, sao con bỏ xứ đi lâu quá vậy? Cái gì mà bỏ xứ? Bây giờ mới về hả? Con lên Sài Gòn lập nghiệp, giờ con về quê chơi chứ đâu mà bỏ xứ. Mà hôm nay đi đâu đây hả? Ở trên kia không có việc làm hay là gì mà lang thang xuống đây nhông nhông dưới đây hả? Trời, đâu mà không việc làm, công việc con ổn định lắm mà nha. Ủa? Con bây giờ là không có làm nhân viên nữa, con giờ là con làm quản lý á. Chị, quản lý? Dạ. Cho con học cái trường nào mà hay vậy? Mới ra xong rồi đi làm quản lý hả? Dạ, con học bên kỹ sư nông nghiệp nè. Kỹ sư hả? Dạ. Trời ơi, cái ngành chú đang cần. Vô nhà chú liền. Chú cần gặp, đi. Đi vô, vô. Ủa chú? Ngồi nghỉ chút, là ngồi nghỉ chút đi. Sao chú nói là kêu vô nhà xong rồi đã đợi chú dắt con đi đâu một vòng ra sau vườn của chú vậy? Bây giờ con nghĩ coi, nếu mà vô nhà một chút xíu nữa mưa bão xuống làm sao ra coi vườn tranh thủ. Nhưng mà dắt con ra coi vườn có gì ngoài vườn? Con thấy gì đó hả? Trời ơi, cây cối của chú kìa. Trời ơi, chăm sóc rất là kỹ càng. Vậy mà nó ủ rũ như nó muốn ngủ vậy đó. Làm sao mà chịu nổi. Đó, dạ. Trái thì không có ra nè. Quanh năm luôn không có cái trái đâu đó. Yếu xìu ha. Vậy con coi có cách nào để nó đun qua cái trái không hả? Con chỉ cho chú hả? Dạ, giờ mà chú kêu con khám bệnh cho cây thì cũng phải từ từ, con phải có đồ nghề chứ, con phải về con lấy đồ nghề rồi chuẩn bị qua mới khám bệnh được chứ. Chú tin tưởng con là kỹ sư mà, khả năng con phải rất là giỏi. Con chỉ cần hồi nãy con nhìn là chú thấy con rất là giỏi, rờ cây mó mó cây là biết nó bị cái gì rồi. Con chỉ cần kê cái đơn thuốc đi rồi đưa đây cho chú uống hả? Ý không, con kê cái đơn cây bệnh gì á. Dạ. Rồi đưa cho chú phun thôi. Hết uống bây giờ bỏ miệng ngậm phun luôn hả? Không, chú ngậm chú phun rồi chú chết trước cây vậy á? Không có. Bỏ vô bình phun cây. Ừ. Dạ cái yên tâm, cứ làm hết đi. Rồi chú cho hậu tạ cho ha. Dạ. Nè, uống miếng nước coi. Nói cây quên. Trời ơi, ngủi quá. Đợi chút. Chú đi lấy rồi chú hậu tạ cho. Nghiên cứu thật kỹ. À, giúp cho chú nghe. Dạ, kỹ dạ. Sư mà, kỹ sư mà. Ừ. Dạ, yên tâm, con giúp gì được con giúp à. Chết trời, trời đất ơi. Về mấy cái cây này. Cây mà bị ủ rũ nhiều là do thì cây sẽ thiệu quả tốt. Trời ơi, đây hậu tạ con vừa liền. Đổ trà vô đầy, thêm nước nóng vô nữa. Trời ơi, thấy không thấy. Coi chừng phỏng nha, coi chừng phỏng nha. Ủa, hậu tạ là chỉ vậy thôi chú? Trời ơi, cú ít lòng gì. Quan trọng bây giờ, đó, con suy nghĩ coi cách nào ha, cây của chú tại sao mà nó ủ rũ vậy hả? À, dạ theo những gì mà con biết với lại con học được á, ý lại cũng có chút xíu kinh nghiệm khi mà con đi làm thì con nghĩ là cây của chú chắc là thiếu đạm á. Thiếu đạm á? Thiếu đạm. Dạ. À, nó cũng giống con người quá ha. Dạ. Con nói cũng giống cái suy nghĩ của chú. Ủa, chú cũng nghĩ vậy hả? Ừ. Nhưng mà con nghĩ là tại hồi nãy con vô vườn của chú là con thấy là cây cối thì nó hơi nhiều, nhìn nó hơi tùm chút xíu. Thì con nghĩ chắc là cây này nó thiếu vitamin D. Thiếu vitamin D? Dạ. Phải không? Vitamin D là nắng đó chú. À. Tại vì cây mọc nhiều quá thì nó sẽ che bớt nắng đi. Thì những cái cây mà cần thiết của mình thì nó sẽ không đủ nắng. À. Nó giống như kiểu là tấm nắng vậy đó. À. À. Mà cái phương pháp này không phải nhà nông ai cũng biết đâu nghe chú. À, có nghĩa là cây nhiều quá hả? Dạ đúng rồi. Rồi nó che hết nắng. Đúng rồi, cây này cây kia nó sẽ che nắng lẫn nhau. Thì khi mà nó che nắng rồi á thì nó không có hấp thụ được nắng, nó không tạo được cái chất diệp lục. Chú hiểu không? Cái chất diệp lục đó rất là quan trọng, là nó tạo ra được chất dinh dưỡng cho cây nữa. Đó, cho nên là bây giờ nếu như mà mình mà giải quyết được cái vấn đề mà tắm nắng đó cho cây thì lúc đó cây mình sẽ phát triển tốt. Dạ thì bây giờ nếu mà theo như những gì con học hỏi và kinh nghiệm của con á thì bây giờ mình nên cắt tỉa bớt. Cắt tỉa? Dạ, cắt tỉa cây bớt. Cắt tỉa cây bớt? Dạ, bây giờ cây nó mọc nhiều quá, nó tùm như vậy. Bây giờ mình chỉ cần cắt nhánh nè, cắt cành rồi bớt đi. Thì lúc đó cây nó sẽ thoáng mát. Đó, lúc đó cây sẽ được tắm nắng. Có nắng rồi thì cây nó sẽ tạo được chất diệp lục. Lúc đó sẽ có nhiều chất dinh dưỡng cho cây hơn. Trời, hay đó. Dạ. Đạt. Chú cũng phải công nhận là đúng là nó thiếu nắng. Dạ. Ra như chú tỉa hết. Đúng chú rồi. Tỉa sạch cây luôn. Nếu mà cây nào nó che quá chú chặt luôn, đốn luôn. Nếu mà cảm thấy nó không có đủ nắng rồi chú chặt hết luôn nguyên cái vườn luôn.
Không không, chú nói cho quá vậy thôi, chứ không có chặt đâu. Chặt đến khi nào thấy ánh sáng thì để lại, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi nếu mà thành công á, chú không bao giờ quên ơn con. Mình cũng cái coi. Dạ. Ý, quên, trà uống đi, thử uống đi. Chị Tam. Ờ, tôi nè. À, ủa, à, chào chị Tám. Ờ, kiếm tôi có gì không anh? À, mọi lần đi. Dạ, chị cũng ngồi đi. Trời. À, mọi lần thì tới kiếm chị Tám cho vui. Dạ. Nhưng hôm nay ngược lại muốn kiếm thằng con trai dễ thương của chị. Trời, anh rảnh ghê, tự nhiên kiếm con trai tôi mà kêu tôi sùm mà. À, kêu chị cũng có cái chuyện này. Chuyện gì nữa? Là con tôi nó đi du lịch về. Ồ, vậy hả? Nè, uống mấy nước đi. À, phải tặng cho chị cái áo đầm. Có đời nào tôi bận áo đầm đâu trời. Ở, ở nhà ai thích mặc áo đầm? Con Út. Hèn gì, cái màu đỏ chói à. Vậy là tặng con Út, tôi lộn rồi. Rồi, nó là bạn của con Út, chắc nó tặng cho con Út đó. Ừ. Ôi trời ơi, đẹp quá vậy. Tư cảm xanh, ơn nghe. À. Rồi, bây giờ mới vô chuyện của tôi. Chuyện gì? Ủa, chị có thằng con giỏi quá. Giỏi vậy mà không chịu nói cho bà con người ta vợ, giấu giếm chi vậy? Trời ơi, anh khen nó giỏi làm tôi nổi da gà luôn á. Nó mà giỏi cái gì? Trời ơi, kỹ sư nông nghiệp không giỏi. Trời ơi, nó nói là về đây quản lý hết cả cái khu vực này, đất đai ở đây, quản lý hết. Giỏi vậy còn không giỏi nữa là sao? Nó nói với anh nó là kỹ sư nông nghiệp. Ừ đúng rồi, trời nó giỏi lắm nghe. Trời, tôi nhìn cái mặt anh hình như anh tin luôn mới ghê chứ. Chưa, kỹ sư mà, người tới đây giúp đỡ mình để làm giàu, để làm cho cây cối phát triển. Mình không tin là tin ai bây giờ. Hôm bữa nè, ở nhà cây cối tùm quá. Nó, cây nó không mọc trái ra luôn. Rồi thậm chí nó ủ rũ muốn chết luôn. Đó, mới gặp con của chị ha, thằng sao? Đó, nó mới chỉ, nó chỉ là phải làm sao cho ánh sáng vô. Đó, để cho cây không tùm nữa. Nên tôi về tôi suy nghĩ, tôi nghĩ tới vậy luôn, tôi quyết định đốn hết luôn. Đốn hết luôn. Chết rồi, bây giờ cái vườn cây của anh nó trị giá bao nhiêu tiền? Ý là anh muốn qua đây anh bắt đền tôi đúng không? Trời ơi, con ơi là con, sao mà con hại má vậy, không hiểu nữa. Ôi, cái thằng quỷ dịch này thiệt tình, nó về đây nó chết với tôi. Ủa chị sao vậy? Tôi kiếm nó sao chưa có chuyện gì hết á, để tôi kiếm nó đâu rồi? Nó đi đâu rồi tôi không biết nữa. Nó đi đâu rồi? Bắt ra là đi suốt vậy đó, không làm ăn được cái gì á, đi nổ tùm lum vậy, khổ ghê vậy đó. Má ơi. Thằng quỷ dịch nó về. Rồi, nó về. Được rồi. Vô đây. Má. Hả? Ủa cái gì? Ngồi xuống đi con. Sao vậy? Hả? Dạ. Con hại má nhiều đó chưa đủ hay sao vậy? Ủa? Chú Chính qua đây mắng vốn kìa. Đó, chuẩn bị đền cái vườn cây cho ổng kìa. Ủa trời ơi, hôm bữa con chém gió chơi vui thôi, ai về chú làm thiệt hả? Hay quá ha, con kỹ sư cái con khỉ. Bây giờ đi nổ tùm lum làm kỹ sư. Hay quá. Bây giờ hại người ta phá cái vườn cây rồi kìa. Ủa hại gì? Nó chỉ đâu có gì đâu hại đâu. Bây giờ cái vườn cây của anh đốn những cái cây gì? Đốn hết vườn chôm chôm. Chôm chôm trời được. Vườn măng cụt. Rồi một vườn sầu riêng. Chơi hết luôn. Mình phải nghe lời kỹ sư chứ. Đúng không con? Nghe chưa? Nguyên một cái vườn sầu riêng, măng cụt. Đó, toàn thứ dữ không đó. Rồi đền đi, đền cho chú đi. Ủa đền cái gì? Tôi nghe tôi muốn tăng xong luôn. Không, đừng tăng xong, không có phải đền gì hết. Trời ơi, nhờ vậy đó, đốn những cây không cần thiết xung quanh thôi. Cái vườn sầu riêng nhưng mà chặt những cây không lớn. Vậy mà bây giờ, cháy quá trời luôn. Là sao? Là anh nghe lời nó, anh làm y như vậy, bây giờ cháy quá trời. Đúng rồi, cháy quá trời luôn bây giờ. Trời ơi, bán sướng luôn, cả tấn luôn ở đợt này mà bán. Trời ơi, vô luôn. Vậy là chú trúng mùa hả? Trúng chứ sao trúng, nhờ con hát. Trời, công nhận kỹ sư con chị giỏi thiệt chứ. Ủa? Trời ơi, tôi nói anh Chính nghe nè, anh hay không bằng hên thôi. Ông bà mình nói mà, cái này giống như là mèo mù mà vớ nhầm cá ráng đó. Ủa? Hả? Để tự nhiên nghe lời nó, cái tự nhiên trúng mùa, cái giờ qua cảm ơn nó, chứ nó có kỹ sư, kỹ xiết gì đâu. Ủa, vậy con không phải kỹ sư hả? Dạ không. Trời, đất ơi. Trời ơi, nó gan lắm. Trời ơi, may mắn. Trời ơi, nghe lời đúng hết. Một chút xíu đúng sạch rồi. Không phải chú. Mà đúng sơ sơ thôi đó. Bữa đó lúc mà chú vô lấy nước trà cho con cũng có lên mạng tìm hiểu chút xíu. Nói chung là con cũng có biết chút chứ bội phải, con không biết đâu má. Trời ơi, trên mạng nhiều lúc chỉ có cái đúng cũng có cái sai chứ. Đúng rồi. Đâu có phải đúng hết rồi mà nghe trên mạng. Hôm bữa gặp ở ngoài đường á là hiểu rồi. Con nghĩ là trên kia chỉ có việc làm đúng không? Tính về quê đi long nhong đúng không? Trời ơi, đừng có tự ti, đừng có những cái chuyện mà gọi là sợ sệt điều đó. Từ từ mình tìm việc ha, rồi mình ráng làm cho nó tốt.
chứ không phải là nổ lên rồi coi như mình là giỏi lắm rồi hại người khác là quá tốt nha con. Má, má, má đừng giận con nha, con xin lỗi má nha, tại vì con sợ người ta nhìn vô người ta nói là nhà có con trai ăn học xong đã về thất nghiệp cho nên con mới lỡ con nổ con chém gió với lại chú Chính vậy á. Thôi được rồi đó, nhưng mà má nói con nghe nè, thời buổi khó khăn mà mình có ăn có học có kiến thức, việc làm chưa có thì từ từ mình kiếm. Bây giờ con tận dụng cái thời gian rảnh rỗi gì nè, rồi con học con nghiên cứu cái này cái kia thêm, bỏ cái tật nổ đi nghe chưa. Dạ. Ừ, nhưng mà nè, sau cái việc này là chú lại suy nghĩ là con có cái năng khiếu về nông nghiệp nha. Thiệt hả chú? Trời ơi, con nói sao mà nó y như kỹ sư nói à. Mà chú làm cũng thành công luôn, rõ ràng luôn đó. Dạ. Nếu mà giờ không có việc làm được không, qua phụ huynh giường chú đi, rồi chú trả công cho. Nếu mà chú cho con về làm với chú, con sẽ cố gắng học hỏi thêm để phát huy cái giường của chú. Tốt. Cành đào chị lựa mà cứng. Ôi trời ơi, dạo này bộ trúng số hay sao mà mua đồ quá trời vậy? Cứ coi như là chị trúng số đi, trúng lớn vô mánh em ơi.